Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đồng hồ Hoàng Nhật. Thì ngày hôm nay em có 11 sản phẩm nha, 11 sản phẩm đồng hồ đến từ Nhật và Thụy Sĩ muốn là giao lưu đến tất cả các mọi người. Và khi mọi người mua hàng thì mọi người sẽ nhận được cái phiếu bảo hành của bên em nha. Ở trên này có đầy đủ thông tin của cửa hàng, tên cửa hàng, địa chỉ và số điện thoại ạ. Em xài số điện thoại là số điện thoại duy nhất mà em sử dụng ạ, không thài thêm bất kỳ số điện thoại nào nữa hết ha. Số điện thoại của em là 0378275894 ạ. Phía sau sẽ kim luôn tờ giấy bảo hành cho mọi người. Em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng đối với đồng hồ pin và 12 tháng đối với đồng hồ cơ ha. Phía dưới em sẽ ghi tên sản phẩm và số series như thế này, giá thành và ngày mua để có thể hỗ trợ bảo hành thu đổi cũng như là lên đời cho mọi người ha. Và mọi người có nhu cầu bán lại cho em thì em vẫn thu cho mọi người nha. Đó, giống như nè, con này thì mới thu của khách này không, còn giấy bảo hành nè, mua tháng 3 khách kẹt tiền bán lại cho em ha. Rồi không làm mất thời gian mọi người nữa thì em vào chiếc đồng hồ đầu tiên. Em này mã số 1 là một chiếc đồng hồ pin nha mọi người, một chiếc đồng hồ pin mặt đen kim cọc vàng, nấm mạ vàng rất đẹp nha. Đó, rất là đẹp luôn, con này rất là sang và gần như là mới ha mọi người. Con này thì trầy xước rất là ít, độ mới em đánh giá tầm 97-98% nha, có những vết xước rất nhẹ. Và nếu mà nó mà có cái hộp nữa thì quá là tuyệt vời, nhưng em này không có hộp ạ. Độ mới còn rất là cao nha mọi người, rất là cao. Em đánh giá độ mới em này là tầm 97-98% nha, nên mọi người cứ yên tâm về cái ngoại hình của em nó. Và cái kính em này là kính khoáng cứng ạ, kính khoáng cứng vỏ thép không rỉ. Em này chạy máy pin Chunrap 3 cốt 6 kim nha, mọi chức năng thì hoạt động hoàn hảo hết, pin kim trôi luôn nha mọi người. Thì mọi người bấm cái nút này thì cái kim nó sẽ trôi và trôi mượt như là cơ vậy đó. Nhìn vô người ta không biết người ta đổi đồng hồ cơ không đó. Khi thì chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta bấm một lần nữa và bấm nút này để trả về vị trí ban đầu ha. Còn cái kim dây của nó thì là cái kim góc 6 giờ này, góc 4 giờ rưỡi chúng ta sẽ có một ô lịch ngày nha. Rồi cái này là cái góc 6 giờ này là cái đồng hồ 24 giờ để chúng ta xác định ngày và đêm ha. Nó em này mã số 1, em bán mà 1.800.000 nha, ngoại hình còn rất là mới, rất là mới. Dây khóa zin nguyên bản phía sau đáy em nó đây. Kháng nước được 100m nha mọi người, sẽ kháng nước được 100m. Size này là size 40-05 ạ, size 40-05. Dây còn rất là dài ha. Size 40-05 đồng hồ Seiko mặt đen kim cọc mạ vàng rất sang trọng và đẹp nha. Đầy đủ các chức năng, mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo hết. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em bán là 1.800.000 ạ, 1.800.000 cho chiếc đồng hồ này. Rồi tiếp theo mã số 2. Rồi thì chỉ có con mã số 1 là pin thôi, còn lại là cơ hết nha. Pin mà pin kim trôi rất là như cơ. Rồi tiếp theo là mã số 2 nha, một chiếc đồng hồ đến từ nhà Citizen, mặt đen vỏ đen luôn ha mọi người. Con này thì độ mới khỏi phải chê luôn á, rất là đẹp, sáng bóng luôn. Gần như là không có một vết trầy nào cả ha. Gần như là không có vết trầy nào cả. Vỏ là vỏ thép không rỉ mà PVD đen, rất là bền màu nha. Kính là kính sapphire nha mọi người, kính sapphire nguyên khối kim cọc mạ vàng rất đẹp ha, kim cọc mạ vàng. Cốc 3 giờ chúng ta sẽ có hai cái ô lịch thứ và ngày. Chúng ta sẽ có những cái cọc số la mã vào những khung giờ chẵn ha, còn lại là những cọc số thẳng. Con này mặt đen huyền bí luôn, quá là đẹp và có đầy đủ chức năng giờ và thứ và ngày luôn ha. Em này mã số 2, giá 2.400.000, chi linh kiện khóa zin nha mọi người, dây linh kiện khóa zin. Con này là hàng trưng bày do để lâu á nên là còn sợi dây nó bị phai màu nên là em đã thay dây mới cho nó rồi ha. Độ mới thì em này em đánh giá tầm 98% ha, 98%. Đầy đá em nó đây. Đó, số series
tên mã mức độ kháng nước là 50m ha. Rồi vỏ thép không rỉ, khóa zin nè, khóa zin có chữ Citigen nè ha. Kính sapphire, vỏ thép không rỉ, dây linh kiện khóa zin. Size em này là size 41 ha, 41. Máy cơ tự động automatic có hỗ trợ, tôi có tay mọi người phải có thời gian tích cốt là 40 tiếng ạ. 40 tiếng. Rồi. Hỏi nào thích mẫu này chốt giùm em ha. Đẹp cực kỳ luôn, 2.4 triệu. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Seiko 5 thuộc giờ. Và một chiếc đồng hồ Seiko 5 này thuộc dạng dòng sưu tầm của các anh em này. Nó xài cái form giống như Rolex ha mọi người, giống như Rolex niềng băm. Đó, niềng băm. Vỏ thép không rỉ, kính khoáng cứng nha. Mặt đeo màu trắng, trải tia hướng về tâm. Độ mới em này thì tầm 95% nha mọi người, 95%. Đó. Vỏ thép không rỉ, kính khoáng cứng, đái lộ máy nha. Thì em này chạy dòng máy là 7S26. 7S26 nha mọi người. Máy 23 chân kính nha, 23 nè. 23, 23 chân kính và trên búa có chữ da băng nha mọi người. Rồi. Dây vỏ là thép không rỉ và dây zin nguyên bản ha. Dây zin nguyên bản có chữ Seiko, đái lộ máy, maker automatic và em này là tự động hoàn toàn nha mọi người, có 3 kim và 2 lịch thứ ngày luôn. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo ạ. Em này size 36 nha, size 36, kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ. Mã số 3, giá 2.5 triệu. Nào thích thì lấy giùm em ha. Size 36 này thì phù hợp với mấy anh có chỗ cổ tay từ 16 trở xuống á, 16 trở xuống. Mã số 3, giá 2.5 triệu, size 36. Mã số 4. Mã số 4 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Citizen ha, Citizen. Toàn bộ cọc số đều là cọc số La Mã hết nha và được mạ vàng hồng. Con này là dây vỏ đờ mi mạ vàng hồng ha mọi người, đờ mi vàng hồng. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đó. Độ mới còn rất là cao. Đó. Dây khóa zin nguyên bản của hãng luôn, độ mới còn rất là cao. Tầm 96-97% ha mọi người, 96-97%. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, máy cơ automatic mặt trắng trải tia hai lòng. Trắng trải tia hai lòng ha. Và có hai lịch thứ ngày luôn, có hỗ trợ có tay và có thời gian tích cốt được 40 tiếng nha, 40 tiếng. Rồi phía sau đáy em nó đây. Mức độ kháng nước của em này là 50m nha, 50m ạ. Số seri, tên mã. Rồi vỏ thép rồi do công ty Citizen Watch sản xuất ha. Rồi zin nguyên bản, zin cả dây. Giá là 2.5 triệu ạ. Size 41.5, 41.5. Rồi, dây đủ dài cho tay 18 ạ, dây đủ dài cho tay 18. Nào thích mẫu này thì chốt giùm em nha. Quá đẹp luôn, nhìn mẫu này đơn giản mà nó sang ha mọi người. Giá 2.4 triệu, mã số 4, size 41.5. Tiếp theo mã số 5. Giá em này là 2.6 triệu nè. Em này thì có tới 5 kim lận, 5 kim lận. 3 kim cơ bản giờ phút giây thì mọi người biết rồi ha. Và có thêm 2 cái kim nữa, đó là cái kim chỉ lịch thứ và cái kim chỉ 24 giờ ha. Thì kim chỉ 24 giờ thì cho chúng ta dễ xác định ngày và đêm ha, giống như là 12 giờ này nè. Chúng ta không biết là 12 giờ trưa hay là 12 giờ khuya thì chúng ta sẽ nhìn vào cái đồng hồ 24 giờ này. Thì chúng ta sẽ biết nó là trưa hay khuya ha, 12 giờ là 12 giờ trưa ha, còn tới 24 giờ thì là 12 giờ khuya. Và thường mấy những chiếc đồng hồ mà không có cái đồng hồ 24 giờ này, có không có kim 24 giờ này thì chúng ta xác định nó bằng cách là lịch nhảy. Nếu lịch nhảy là 12 giờ khuya hết mọi người. Đó. Đó. Rồi, cái kim chỉ lịch thứ nằm ở góc 10 giờ thì mọi người biết rồi ha. Rồi. Mặt đeo màu trắng có vân 3D rất đẹp ạ. Trắng vân 3D rất đẹp nha. Con này là của thương hiệu Orient ạ, Orient, kính khoáng cứng.
vỏ thép không rỉ, dây khóa zin nguyên bản, độ mới còn rất là cao. Đó. Được. Size này là size 43 nha, mã số 5, giá 2,6 triệu. Phía sau đáy em nó đây ạ. Tên, mã số, seri và mức độ kháng nước của em này là 100m nha. Mức độ kháng nước là 100m. Máy có hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Thời gian tích có tối đa là được 40 tiếng. Và size mặt của em này là 42,5, 43 ha. Dây còn rất là dài, mọi người yên tâm luôn. Dây 19, 20, tay 20, 21, 22 gì cũng được. Đó. Thậm chí là chắc cái này đeo chân em luôn quá. Nó bự gấp đôi cái tay em luôn nè mọi người. Rồi dây còn rất là dài ha. Mã số 5, giá 2,6 triệu, size 42,5. Tiếp theo mã số 6. Em này là một chiếc đồng hồ cũng đến từ thương hiệu Orient. Con này thuộc dòng Orient Sun and Moon Gen 3. Em này Gen 3. Gen 2 hay Gen 3 gì đó em quên rồi, hình như là Gen 3 ha. Rồi, mặt dial màu đen nha, mặt dial màu đen cũng chạy em này chạy là 4 kim, 3 kim cơ bản giờ phút giây. Một cây kim chỉ lịch thứ, ô lịch ngày thì nằm ở góc 37 giờ rưỡi ha mọi người, ô lịch ngày nằm ở góc 7 giờ rưỡi. Và một cửa sổ Sun and Moon, một cái điểm đặc trưng đặc biệt của dòng Sun and Moon của Orient ha. Đó, một cửa sổ Sun and Moon, mặt dial màu đen hai lòng ha mọi người, toàn bộ các cọc số đều là cọc số La Mã hết. Và kính em này là kính sapphire và thiết kế nó cong hình giọt nước ha mọi người, cong theo kiểu giọt nước. Và vỏ là vỏ thép không rỉ nha. Dây linh kiện khóa zin nguyên bản của hãng luôn nè. Đó. Khóa zin. Khóa này khóa gập chống gãy dây nha. Dây là dây thay mới. Và máy em này là máy lộ đáy à. Máy lộ đáy. Top brass sapphire này ha. Kính trên là kính sapphire. Mức độ kháng nước là 50m. Vỏ thép không rỉ. Này là tên mã Orient Watch Company nè. Rồi trên búa có chữ da băng ha. Máy là 21 chân kính do Orient Trust Company sản xuất. Đó, trên sườn máy có chữ Orient luôn. Máy chạy 5 kim. Ủa lộn, xin lỗi, máy chạy 4 kim. 4 kim, một ô lịch và một cửa sổ Sun and Moon ha. Nấm zin có logo của Orient. Ngoại hình em này thì em đánh giá tầm 95% nha mọi người, 95%. Vỏ sáng đẹp à, không cấn mớp ạ. 4 kim, 3 kim cơ bản giờ phút giây, 1 kim chỉ lịch thứ, 1 ô lịch ngày, 1 cửa sổ Sun and Moon và có thời gian tích cóp tối đa của em này là 40 tiếng nha mọi người, 40 tiếng. Mã số 6, giá 3,4 triệu, size 42,5 ạ. Dây linh kiện khóa zin. Rồi, nào thích món này chốt giùm em ha. Mã số 6 giá 3,4 triệu. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Hamilton ha mọi người. Hamilton. Em này thì giá em bán là 4,8 triệu nha. Dây khóa linh kiện. Đồng hồ zin nguyên bản trừ dây khóa nha mọi người. Rồi, phía sau đáy của nó đây có chữ là Sapphire Crystal nè. Swiss Made, vỏ thép không rỉ. Mức độ kháng nước của em này là 50m ha. Chạy đồng máy là 2824 gạch 2 gạch H395150 ha mọi người. Núm zin có logo hình chữ H. Mặt đeo màu trắng, trải tia hướng về tâm ha mọi người, trải tia hướng về tâm. Cốc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ạ. Cốc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch nha. Và chiếc đồng hồ này nó có trầy ha mọi người. Em đánh giá ngoài hình của nó tầm 90% thôi, 90%. Nhưng mà máy chạy rất là chuẩn, mọi chức năng đều hoàn hảo hết nha. Rồi, độ mới thì nó em đánh giá độ mới của em này thì tầm 90% và ngoại hình nó có trầy ạ. Và hàng cam kết hàng chính hãng Thụy Sĩ 100% ha mọi người. Đây, góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Swissmade. Máy có hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Thời gian tích cóp của cổ máy này là 40 tiếng nha, 40 tiếng. Có một ô lịch ngày nằm ở góc 3 giờ. Toàn bộ tất cả các cọc số đều là cọc số La Mã hết nha. Đó.
Vỏ là vỏ thép không rỉ ạ. Vỏ thép không rỉ, kính sapphire nha mọi người. Dây khóa linh kiện. Một chiếc da đồng hồ với giá là đó, lịch nhảy bình thường ha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, máy chạy cực kỳ chính xác. À, mã số 7 giá 4.8 triệu. 4 triệu 8 nha. Size 40 ạ. Size 40. Quá tốt cho một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nè. Size 40 nha. Bảo hành cho mọi người 1 năm và cam kết với mọi người là chính hãng trọn đời ạ. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ dòng Viewmaster. Một chiếc đồng hồ này rất là một cái dòng đồng hồ rất là nổi tiếng của Hamilton ha, dòng mặt hề, dòng mặt cười, dòng lỗ máy skeleton của Hamilton. Mặt đeo màu trắng, trải tia hướng về tâm và có những cái cọc số học trò vào những khung giờ như là 3, 6, 9 và 12 ha. Kim cọc mạ vàng hồng. Kim cọc mạ vàng hồng. Kính sapphire nguyên khối, thiết kế cong nhẹ ha, vỏ thép không rỉ. Dây khóa lên, em này là dây khóa linh kiện ạ. Nấm zin có logo hình chữ H ha. Mức độ kháng nước rất là tốt. Đây mà em nói đây. Thôi, đái lộ máy, máy 25 chân kính. Có hỗ trợ, có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Thời gian tích cốt của em này cũng là 40 tiếng nha. Giờ máy của nó là 2824-2. Kính là kính sapphire. Dòng chữ Swissmade Thụy Sĩ. À, tên mã. Mức độ kháng nước của em này là 50m. À, 50m, vỏ là vỏ thép không rỉ nha. Rồi. Ngoại hình em này em đánh giá là tầm 95%. À, 95%. Mã số 8 giá là 7 triệu rưỡi nha. 7 triệu rưỡi. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em. Quá đẹp luôn. Size em này size 40 ạ. Size 40. Size 40 nha. Mã số 8, size 40, giá là 7 triệu rưỡi. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9. Mã số 9, em này là mặt nâu cà phê ha. Mặt nâu cà phê, mặt này khá là hiếm ạ. À. Cũng là dòng Viewmatic giống như em kia luôn. À, nhưng mà em này thì nó khác cái màu mặt và màu cọc số ha. Mặt cọc này là cọc màu theo màu của thép. Thêm chùi cái chỗ này cái đó. Rồi, vẫn là kính sapphire ha mọi người. Kính sapphire vỏ thép không rỉ. Nhìn con này dơ dữ vậy trời. Rồi, con này mới về em chưa vệ sinh ha mọi người. Rồi, mặt màu nâu cà phê rất là đẹp ạ. À. Kẻ nó dính đất quá trời luôn. Đợi chút xíu nha mọi người. Rồi. Em này size vẫn là size 40 ha. Mã số 9 giá 8 triệu rưỡi nha mọi người. Mã số 9 giá 8 triệu rưỡi. Em này dây khóa zin nguyên bản luôn nha. Dây khóa zin nguyên bản, dây có chữ Hamilton nè. Khóa là khóa có chữ Hamilton luôn ha. Độ mới em này còn rất là cao. Em đánh giá tầm 96-97% nha mọi người. Vỏ thép không rỉ, kính sapphire nguyên khối, thiết kế cong nhẹ. Nấm zin có logo hình chữ H. Rồi, máy em nói đây. Thì em này với em mặt trắng thì nó gần như là nó làm chung một đời ha mọi người, gần như là chung một đời. Và nó khác nhau là tại vì em này dây khóa zin thôi, dây khóa zin thì nó lệch nhau 1 triệu ha, lệch nhau 1 triệu. Mức độ kháng nước của em này cũng là 50m ha. Máy vẫn là máy 25 chân kính ạ. Rồi, zin nguyên bản, zin cả dây khóa nha. Mã số 9 giá 8 triệu rưỡi, anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em ạ. Size 40. Rồi, nào thích mẫu này chốt em ha, mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một chiếc đồng hồ Orient nha. Em này là máy pin hàng mới, chưa qua sử dụng. Em bán giá là 2.2 triệu. Em này bán nội địa ha mọi người. Hình trong này có hộp và sách hướng dẫn sử dụng. Con này hàng mới 100% ha, còn nguyên seal và tag. Rồi còn cái bản mắc in da băng luôn ha, và cái tag này.
cho nên là mọi người khỏi quan tâm về mặt ngoại hình ha. Thì em này là mới trầm trầm, kính là kính khoáng cứng, vỏ là vỏ thép không rỉ nha, vỏ thép không rỉ. Ở chỗ này nó còn cái miếng đè cho cái đồng hồ nó không chạy, nó đỡ tốn pin nè. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, 316L bản nội địa, bản G da băng ha. Mặt trắng, kim cọc vàng, rất là sang, dòng SB Orient Chronograph, dòng SB của Orient ha mọi người. Đó. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ha, ô lịch. Máy kim Chronograph rồi. Bấm giờ thể thao nha, thì cái này chạy được một vòng thì cái này nó sẽ nhảy được một nấc nha mọi người, và cái có cái kim 24 giờ nằm ở góc 12 giờ nữa nha. Rồi, ngoại hình em này thì khỏi phải bàn, là hàng mới 100%, bản nội địa luôn, made in Japan luôn ha. Rồi, anh nào thích mẫu pin này của hãng Orient thì chốt giùm em nha, mã số 10, giá là 2,2 triệu ạ. Mã số 10 giá 2,2 triệu với size mặt là 42. Tiếp theo mã số 11, em này là một chiếc đồng hồ đến từ Seiko nha, dòng Seiko 5 quân đội, rất là nổi tiếng về độ bền của Seiko đây. Em này là phiên bản size 42. Bản size 42 ha. Thì con này là đẹp gần như là mới ha mọi người, đẹp gần như là mới. Có những vết trầy xước rất là nhỏ thôi. Đó. Thì em đánh giá ngoại hình em này tầm 97% nha. 97%. À, mọi người nhìn nè. Kính là kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, được hoàn thiện là mờ ha. Và em này thì quá nổi tiếng rồi, Seiko 5 quân đội là ai cũng biết hết rồi, ai chơi đồng hồ cơ thì cũng biết. Nó bền, giá cả nó rẻ và nó chạy tương đối chính xác ha mọi người, chạy tương đối chính xác và có đầy đủ chức năng giờ cũng như là thứ ngày luôn. Máy tự động automatic 23 chân kính nha, và mức độ kháng nước của em này cũng rất là tốt, 100m. Dây là dây NATO, dây dù, dây bố, rất là bền, chịu được lực kéo, lực xé rất là lớn ha. Rồi, máy là máy lộ đáy luôn, máy lộ đáy kháng nước 100m này ha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, độ mới cao, dây khóa zin nguyên bản, size 42, thời gian tích có tối đa là 40 tiếng ạ. Và đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh đồng hồ của em ạ. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip lần sau nha. Cái niềng, mấy con này mới về, em chưa có vệ sinh nè. Cái này là đất của Nhật nên là cũng khá là quý, rửa đi là nó trôi hết. Rồi, bụi bên Nhật đem về tới đây luôn. Rồi, anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em nha. Độ mới còn rất là đẹp luôn ha. Xin cảm ơn mọi người và hẹn mọi người lại các clip lần sau. Xin cảm ơn.